Tổng Bí thư Tô Lâm gia tăng củng cố thế lực, vì sao phe Nghệ Tĩnh phải đề phòng? Tại cuộc họp báo chiều ngày 3 tháng 8, ngay sau khi được suy tôn làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cam kết tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong buổi chiều này, dưới sự chỉ đạo của tân Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất đồng ý cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng khác phải thôi chức với lý do vi phạm những điều cấm mà đảng viên không được làm. Trước đó, bốn nhân vật này đã tự làm đơn xin nghỉ. Việc có đến bốn ủy viên Trung ương Đảng gồm một Phó Thủ tướng, một Bộ trưởng và hai Bí thư tỉnh bị cho thôi chức ngay trong ngày Tô Lâm nhận chức là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng của tân Tổng Bí thư sẽ không ngừng nghỉ. Đồng thời, đây cũng là một thông điệp mạnh mang tính răn đe nhằm củng cố quyền lực của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giới phân tích đánh giá rằng bằng hành động cắt tiết gà dọa khỉ, ông Tô Lâm đã đạt được nhiều mục đích, đó là có thể là lời răn đe đối với những lãnh đạo trong đảng rằng kể từ đây cho đến hết đại hội lần thứ 13, mọi quyền sinh, quyền sát trong nội bộ đảng đều nằm trong tay Tổng Bí thư, kể cả việc sắp xếp, bố trí lại nhân sự. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm sẽ dùng chính sách cây gậy mà không cần sử dụng củ cà rốt. Bất kỳ lãnh đạo ở cấp nào chỉ cần có biểu hiện không đồng tình hay chống đối Tổng Bí thư và phe cánh sẽ lập tức bị bắt giam, khởi tố, không thương tiếc. Điều này khiến cho giới lãnh đạo đảng, nhất là các ủy viên Trung ương Đảng phải khiếp sợ. Kể từ sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư, các thế lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường và Phan Đình Trạc cũng như phe cánh Nghệ Tĩnh đều tỏ ra ngoan hiền. Đây chính là thành công bước đầu của tân Tổng Bí thư, nhưng quan trọng hơn, nó đã tạo ra nỗi khiếp sợ thường trực bao trùm trong nội bộ lãnh đạo cấp cao. Điều đó đồng nghĩa với việc nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách mà đảng duy trì hàng chục năm nay đã bị ông Tô Lâm chính thức xóa sổ. Tuy nhiên, với sự khôn khéo và nhiều mưu mẹo cộng với sự lọc lõi của một chùm an ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo ra tính chính danh cho ông ta và phe cánh. Theo đó, nhìn từ bên ngoài, dư luận cảm thấy rằng ông đang kế thừa công cuộc đốt lò, vốn là di sản của ông Trọng. Từ đó, Tô Lâm có thể tiếp tục duy trì cuộc chiến thanh lọc các đối thủ bên trong đảng mà không cần e ngại. Trên cơ sở hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, vấn đề là Tô Lâm muốn đá ai để giành ghế và chia chác cho đàn em và đệ tử Hưng Yên của mình. Các thủ đoạn như vừa kể trên của Tô Lâm khó có thể qua mắt được một số đông người dân Việt Nam, vì Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng Internet thuộc hàng đầu trên thế giới. Dù tân Tổng Bí thư tuyên bố chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, công luận vẫn nghi ngờ và cho rằng thực chất việc chống tham nhũng cũng chỉ là vũ khí để Tô Lâm loại bỏ những người không theo ý mình. Với quyền lực tuyệt đối, ông Tô Lâm có thể được so sánh với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Với mục đích đưa Việt Nam sang một trang sử mới, tân Tổng Bí thư có thể đưa ra những quyết định thay đổi, kể cả loại bỏ chính sách do Tổng Trọng đã để lại. Một câu hỏi đặt ra là Tô Lâm có áp dụng mô hình kiểu nước Nga của Tổng thống Putin hay áp dụng kiểu Trung Quốc của ông Tập Cận Bình hay không? Và kính mời các bạn đợi câu trả lời trong bài bình luận sắp tới của Thời báo chấm đề. Quý vị các bạn đã theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm tăng củng cố thế lực, vì sao phe Nghệ Tĩnh phải đề phòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hồi tố, lật lại hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao hay không? Tại hội nghị Trung ương khóa 13 vào sáng ngày 3 tháng 8, ngay khi sự được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục duy trì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng. Đồng thời, tân Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tô Lâm cũng cam kết tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch đảng và bộ máy của nhà nước.
cùng ngày 3 tháng 8 dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm, Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết loại 4 ủy viên đương chức ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có một bí thư Trung ương kiêm Phó Thủ tướng, một trưởng ban và hai bí thư tỉnh ủy, do có những sai phạm liên quan đến quy định đảng viên không được phép làm. Nhưng Đảng không cho biết các ông này đã vi phạm vấn đề gì. Họ vẫn giấu người dân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng có đến 4 nhân sự cấp cao phải chủ động làm đơn xin nghỉ cùng lúc vì nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Mặt khác, công luận cho rằng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái rồi cũng sẽ được hạ cánh an toàn để về quê làm người tử tế. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Khái vì sai phạm liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh lúc còn làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Công luận đánh giá những nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của ông Lê Minh Khái đã cho thấy mùi của củi lửa. Có lẽ từ đây trở đi, dưới sự chỉ huy của Tô Lâm sẽ không còn sự ưu ái dơ cao đánh khẽ đối với các lãnh đạo xin thôi chức như thời Tổng Trọng nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu Tô Lâm có yêu cầu hồi tố và lật lại các hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, khi Đảng mới khởi động công cuộc đốt lò để làm cơ sở cho việc tịch thu tài sản tham nhũng nộp lại cho ngân sách nhà nước hay không. Đây được cho là điều hết sức cần thiết để khắc phục sai lầm của Tổng Trọng trước đây. Theo đó, Tổng Trọng đã đưa ra chủ trương cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Điều này thể hiện rõ tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 về việc cho phép lãnh đạo từ Ủy viên Trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả nộp lại 3/4 tài sản tham nhũng và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Đường lối này hoàn toàn đi ngược với quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí thư luôn luôn công bố và rêu rao trước bản thân thiên hạ trước đó. Con số tài sản, tiền bạc mà nhà nước thất thoát mỗi năm bình quân không dưới 100.000 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết trong năm 2023, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay là trên 89.000 tỷ đồng, trong đó 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Công luận nhận thấy rằng việc Tô Lâm sẽ tiến hành hồi tố, lật lại các hồ sơ tham nhũng là việc làm hết sức cần thiết trên tinh thần không có vùng cấm và kể cả với lãnh đạo cấp cao nhất cũng phải xử lý triệt để, không có ngoại lệ. Đây là một nguồn thu không hề nhỏ để tái đầu tư phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hồi tố lật lại hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.